nam em tới sơ khảo Miss Grand Việt Nam. Hôm qua, ngày 30 tháng 8, vòng sơ khảo Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 chính thức diễn ra. Nhiều người đẹp nổi tiếng như Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Mai Ngô, Bùi Lý Thiên Hương tới ghi danh. Đáng chú ý, nam em cũng xuất hiện tại vòng casting của cuộc thi. Sự xuất hiện của cô khiến khán giả ngỡ ngàng, ngơ ngác, hoài nghi chinh chiến sắc đẹp thêm một lần nữa. Thậm chí, nam em được giới thiệu là thí sinh tiếp theo ngay tại trung tâm khu vực casting. Cô tiến vào bằng những bước catwalk, đứng trước ban giám khảo hô to Nguyễn Thị Lệ nam em, vụ muối Tiền Giang. Tuy nhiên được biết, nam em xuất hiện tại đây chỉ với mục đích cổ vũ, chúc mừng ban tổ chức và các thí sinh mà thôi. Cô cũng mang theo lẵng hoa tươi thắm gửi tặng trưởng ban tổ chức cuộc thi. Nam em sinh năm 1996 là người đẹp nổi tiếng showbiz Việt. Cô từng tham gia nhiều đấu trường sắc đẹp với những thành tích đáng kể như Hoặc hồi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016. Vừa qua, người đẹp ghi danh Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, cô lần lượt được đặt cách vào top 20 và top 10 chung cuộc bằng hai giải phụ người đẹp truyền thông, người đẹp được yêu nhất. Tuy nhiên, nam em sau đó không thể có tên trong top 5 ứng xử.